Xin chào thầy, thì bọn em là nhóm 9 thì hôm nay bọn em sẽ báo cáo về cái chứng đề tài là kết hợp cái công nghệ RFID vào cái ngôi nhà tự động. Thì nhóm chúng em cùng hai người đó là anh Phan Vĩnh Chiêu Anh và em Nguyễn Phi Hồng Kiệt. Về nội dung báo cáo thì bọn em có 7 phần, đó là phần 1 là tổng quan, phần thứ hai là yêu cầu hệ thống, phần thứ ba là cơ sở lý thuyết, phần thứ tư là thiết kế và xây dựng hệ thống, phần thứ năm là chứng trình kết quả thực hiện, và phần thứ bảy là kết luận hạn chế và hướng phát triển. Thì về cái tổng quan và báo cáo thì về phần tổng quan thì lý do chọn đề tài là khi cuộc sống con người cần được nâng cao cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet thì những cái nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày càng đòi hỏi cao và được hỗ trợ tốt hơn. Thì đây là cái hình ảnh về cái đề tài của nhóm em là mặt trước, mặt sau và cái sơ đồ kết nối. Về cái yêu cầu hệ thống thì nhóm chúng em thực hiện được nghiên cứu về cái sơ đồ lý thuyết của Arduino, SP32 và các cái mô đun cảm biến cũng như cái cảm biến khác, ứng dụng được các cái lý thuyết để đại học để tạo ra những cái sản phẩm có ích vào cái thực tiễn, dùng smartphone để giao tiếp được với các thiết bị ngoại vi như là cánh quạt, đèn, cửa. Về cái yêu cầu được hệ thống thì là về cái sơ đồ khối của hệ thống. Thì đây ạ, đây là cái sơ đồ khối của hệ thống thì cái khối xử lý trung tâm là cái khối của Arduino, nó sẽ kết nối với khối hiển thị, cái mô đun khối phát Wi-Fi, khối thời gian thực, mô đun nút nhấn và cái khối cảm biến như là ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm. Thì cái mô đun Wi-Fi này bọn em kết nối với mạng Wi-Fi để kết nối với cái app Blink. Từ khối trung tâm thì nó xuất ra cái khối điều khiển công suất, nó để nó điều khiển cái sẹt vô đèn và quạt. Về cơ sở lý thuyết thì để em nói về cái phần SP trước. SP nó là một cái kit RF thu phát Wi-Fi được phát triển dựa trên nền mô đun trung tâm là SP32 với những cái công nghệ như Wi-Fi BLE nhân ARM SoC tích hợp mới nhất hiện nay. Mặt Wi-Fi này có nhiều ứng dụng về Wi-Fi, Bluetooth, IoT và điều khiển thu thập nhận dữ liệu qua mạng và được sử dụng rất phổ biến. Thì nói về cái con CPU này thì cái tốc độ xử lý của nó là 160 MHz đến 240 MHz. Tốc độ xử lý sóng nhịp là 40 MHz đến 80 MHz. VRAM của nó là 520 KB. Wi-Fi của nó là theo chuẩn 802.11b. GNEI, Bluetooth của nó là V4.2BR gạch EDR NBLE. Về nhiệt độ hoạt động của nó là từ 40 đến 85 độ C. Điện áp hoạt động là từ 2.2 đến 3.6V. Số cộng GPIO là 34. Về cái kit Arduino Uno R3 thì Arduino Uno là một loại bó mạch hoạt động dựa trên vi điều khiển, chính của nó là ATM Mega 328B, tần số hoạt động tối đa của bó là 16 MHz. Thì về những cái thông số của nó là điện áp hoạt động là từ 5V DC, tần số hoạt động là 16 MHz, dòng tiêu thụ khoảng 30 mA. Điện áp tiêu thụ khuyến dùng là 7 đến 12V DC. Điện áp đặt vào giới hạn là 6 đến 20V DC. Số chân IO là 16 chân, 14 chân, trong đó có 6 chân BWM. Số chân analog của nó là 6 chân với độ phân giải là 10 bit. Dòng tối đa trên mỗi chân là 30 mA, dòng tối đa là 5V. Dòng ra tối đa là 3.3V. Bộ nhớ của nó là 32 KB. SRAM của nó là 2 KB và EPRAM của nó là 1 KB. Về đây là những cái chấn của con Arduino Uno sử dụng một cái mạch thời gian thực đó là RTC DS321, với các chấn là VCC, GND, GN, SDA, SCL, SQW 32K. Thì cái chức năng là của VCC là kết nối với cực dương của nguồn điện, GND là kết nối với mặt đất, SDA là cái chấn dữ liệu kết nối giao diện EIC, chấn đồng hồ nội tiếp là giao diện EIC đầu ra sóng vuông. Thì điện áp cung cấp của nó là thấp nhất là 2,2 đến 5.5V, điện áp là từ 0.7 VCC đến 0.3 VCC. Điện áp ở mức hoạt động là âm 0.3 đến 0.3V nhân VCC. Nguồn dự trữ của nó là từ 2.3 đến 5.5V.
dòng RAW SCL là từ chữ 1 đến chữ 1. Dòng RAW SDA là từ chữ 1 đến chữ 1. Dòng tiêu thụ của nó là từ 3.63 đến 200. Hoặc là từ 5.5 đến 300. Về cảm biến nhiệt độ và độ ẩm thì sử dụng 3 chân là VCC, Data và GND. Sử dụng một con cảm biến ánh sáng TH07H thì cũng sử dụng 3 chân là VCC, DO và GND. Thì cái điện áp cung cấp cho nó là từ 3.3 đến 5V. Thời gian lan truyền của nó là 1 micro giây. Sử dụng một con cảm biến sử dụng một cái màn hình LCD EIC 2004 thì sử dụng module 4 chân EIC 4 chân, đó là chân VCC, chân GND, chân SDA và chân SCL. Sử dụng một con bàn phím cây 4x4. Đây là cái má chân cái bàn phím cây cái bát. Sử dụng một con module BWM sử dụng MOSFET D418H. Các cái tham số như là điện áp đầu vào của nó là từ 3.3V đến 20V, các cái dòng điện tối đa là 30 mA, phạm vi nhiệt độ hoạt động của nó là âm 40 đến 85 độ, tần số là 0 đến 20 kHz, kích thước cáp của nó là 34 x 17 x 12 mm. Về con servo MG90S này thì sử dụng 3 chân là đỏ nâu cam, chân đỏ cấp nguồn, chân nâu cấp đắt và chân cam là chân tín hiệu. Cái thông số hoạt động của nó là trọng lượng như là 13.4 gram, kích thước của nó là 22.8 x 12.2 x 28.5. Nhiệt độ hoạt động là 0 đến 55 độ C. Tốc của độ của nó là 0,1 giây lúc ở 60 độ là 4,8V và 0.08 giây trên 60 độ. Điện áp hoạt động là từ 4.8 đến 64 DC. Chiều dài dây nổi là 175 mm. Thì về cái đề tài của em thì bọn em sử dụng một cái giao diện Blink kết nối với USB để điều khiển các thiết bị, có hai chế độ là chế độ tự động và chế độ auto để điều khiển đèn, quạt và cửa. Thì cái sơ đồ nội giới thì bọn em sử dụng một con mô đun MOSFET biến BWM để điều khiển đèn và để điều khiển một cái quạt. Sử dụng một cái bát 4x4 LCD, một mô đun thời gian thực và khối trung tâm của nó là Arduino Uno kết hợp với khối thu phát Wi-Fi của nó là SP32, một con một đun RFID để kết hợp mở cửa nhà. Thì cái về chương trình thì nó có hai chương trình, đó là chương trình cho Arduino và chương trình cho SP32. Thì cái chương trình cho Arduino thì em xin mời anh Vĩnh thích chân tiếp ạ. Chào thầy và các bạn thì Từ em đại diện cho nhóm sẽ thuyết trình về chương trình chính của Arduino. xem màn hình lên vẫn không? Sau khi bạn Kiệt đã trình bày xong về sơ đồ nguyên lý thì em sẽ đi qua phần lập trình code cho Arduino. Có chính Arduino thì có qua Arduino bao gồm đầu tiên em sẽ nhóm em sẽ phải tạo các thư viện cho nó như là thư viện Arduino, thư viện nối dây, thư viện của EQC, thư viện cảm biến nhiệt độ độ ẩm, cây bát EQC, thư viện của RTC, thư thời gian thực, thư viện SPI để kết nối với RFC522, thư viện servo và thư viện nối dây bằng phần mềm. Tiếp theo là chương trình các chân như là chân DHT, chân light sensor, chân ánh sáng, chân quạt, chân servo, chân RTX cũng như là chân module mở rộng BCF8574 và chân các chân RST và SD của RC522. Thì đầu thì đầu tiên chương trình đầu tiên chính là chương trình mod tai này, chính là lưu danh sách của biến auto và menu thì sẽ được gán bằng không hoặc là một bởi biến enum này. Tiếp theo sẽ là các biến như bool như là ngắt hoạt động, cài đặt fan, mod phần mod tai sẽ được tham chiếu đến auto. Tiếp theo là cha biến hao này được khai báo bằng mạng, hao với min là cài đặt thực, mạng này gồm 4 phần tử.
và bắt buộc 7 phần tử là bắt buộc để nhập để mở cửa là 1 2 3 4 5 6. Em đang khai báo. Tiếp theo sẽ là biến hàng và cột, thì là cũng có 4 hàng 4 cột. Stay cây bát flag này là gắn cờ cho cây bát và sẽ được biến là phone, thì nhóm em sẽ quy định cho nó stay bằng 0 sẽ là không nhấn và stay bằng 1 thì sẽ là nhấn. Cha cây thì sẽ gắn bằng 0 và cây là một mạng cây gồm có 7 phần tử. Và sẽ khai báo cái UID của cái RC522 và một cái biến Y. Cái in ID1 này sẽ là cái thẻ đóng, là thẻ mở cửa là thẻ này là thẻ đúng, còn thẻ sai thì sẽ không mở được cửa, sẽ báo lên serial là thẻ sai. Tiếp theo sẽ là khai báo kiểu hàng số combine của row và column là 414. Cây và row column này thì cái mạng này sẽ khai báo tất cả các thành phần có trong cái ma chạm phím. Về by row bin và row by bin column này sẽ được gắn bằng 0123 đối với số hàng và 4567 số cột. Thì đây nhóm em thay vì dùng một cái module cây bát 4x4 có 8 chân rất là tốn rất là nhiều tài nguyên, thì nhóm em đã tiết kiệm chân bằng cách sử dụng module mở rộng BCS 8574 để có thể thu hẹp cái chân vô bằng cách nối chung với chân, nối các 8 chân đó vào cái module BCS 8574 và đưa chân SDASL nối chung với EQC của thời gian thực cũng như là DHT, cũng như là DHT11 trong đây. Thì nhóm em đã nối chung hai này vô đây, nối chung hết lại bằng EQC. Gọi DHT nhiệt độ, nhiệt độ ẩm ra ngoài. Tiếp theo sẽ là hàm enum tốc độ quạt. Thì nhóm em thiết kế tốc độ quạt bao gồm 4 tốc độ là tắt và 3 cấp độ tùy theo nhiệt độ môi trường. Thì nhóm em khai báo biến của tốc độ quạt. Tiếp theo là biến trạng thái của hệ thống. Biến trạng thái của hệ thống này là biến để mình có thể nhập cho bàn kiếm, có thể là nhóm em trạng thái hệ thống bao gồm 4 trạng thái như là nhập mật khẩu, cài thời gian để ngắt hệ thống, xóa ký tự và lưu lại những gì đã nhập. Và biến tầm tay hoạt động bằng người thì để cái trạng thái hệ thống này hoạt động một cách bình thường. Tiếp theo là khởi tạo các chân như là EQC, DHT, tại địa chỉ các chân ở cây bát EQC, RTC DS 331, chân sạch vô, Square Serial cho ESP, có các chân rỡ của ESP32, FRC522 của các chân SS cũng như là JS T-Bin. Tiếp theo sẽ là chương trình con của các biến như là biến xử lý hàm là thu nhận mức ánh sáng, hàm xác thực tốc độ quạt, hàm nhận dữ liệu từ cây bát, hàm xóa toàn dòng và cũng như là hàm lấy nhiệt độ độ ẩm. Thì bo setup này cũng là chỉ là khởi tạo các cách nối dây với EQC cũng như là khởi tạo các bàn phím và khởi tạo LCD như là độ ẩm nhiệt độ và khởi tạo các pin mod của light sensor, khởi tạo pin mod của RTX và khởi tạo cổng SPI, cổng servo và khởi tạo cái tốc độ bao của ESP 8266 và vòng lặp của chương trình chính. Thì đầu tiên sẽ là phần if này, đây đoạn này sẽ là khi mà ESP 32 nó hiểu là được đã được cắm vào và không có nhận diện được EC32, thì đầu tiên sẽ đọc cái biến C lên mà EC32 sẽ đọc biến C lên, biến C này được cắm vào kiểu dữ liệu là integer và sẽ đọc lên cộng serial, với cái kiểu EC32 sẽ đọc cái biến C này lên cộng serial. Có hai kiểu nữa. Ý nếu như mà C bằng 7 thì mod này sẽ được tham chiếu đến manual là chế độ thủ công, hoặc là nếu như mà C bằng 6 này thì mod này sẽ được tham chiếu đến chế độ auto và tự động. Và chia các trường hợp xuất cây cho C thì nếu như cây bằng 0 thì mình sẽ set cho tốc độ đèn cái mức cao nhất là 0.3, cây bằng 1 thì sẽ tắt đèn luôn là mức 0, cây bằng 2 thì sẽ đưa tốc độ quạt mức cao nhất, cây bằng 3 thì sẽ đưa cho tốc độ quạt mức thấp nhất, cây bằng 4 thì sẽ khởi tạo cho servo mở là 90 độ, cây bằng 5 thì sẽ đóng servo lại và default em sẽ không làm gì cả. Hàm ghép cây bát này để lấy nhận data từ bàn phím. Thì đến nước hàm nhận data từ bàn phím, đây. Với hàm nhận data từ bàn phím mình sẽ nhận cái data đó từ bàn phím và mình sẽ xuất ra
giá trị từ cái bát đó, thì đầu tiên sẽ đi vào miếng static in y bằng không. Thì cái chương trình này chỉ để xử lý kiểu như mình sẽ chống trôi cái chống trượt cái giá trị nhập, thì mình sẽ chơi giới hạn từ 0 đến 5 năm, và sẽ nếu như là lớn hơn 5 thì nó sẽ quay về 0 để mình nhập để không bị trôi giá trị đi. Thì đầu tiên cái đó mạng tem này sẽ bật tay bát và cái cây tiếp tem và switch các trường hợp của tem như là cây A, cây B, cây C, cây D là các trường hợp của các trạng thái của nó. System state là biến trạng thái hoạt động bình thường, như khai báo ở trên là nó bằng 10. Thì ngoài vùng system state là biến system state biến thành báo trạng thái hoạt động bình thường. System state này sẽ được so sánh với state system này. Nếu bằng 10 thì nó sẽ được tham và nó sẽ tham chiếu đến cái nhập mật khẩu là cái biến enum lúc nãy đã được khai báo. Y nó giá trị ban đầu là bằng 0 và sẽ gắn cờ state cây bát chu cho nó, tương tự với cây B, cây C và cây D. Còn default sẽ viết nó là nếu như biến nhập thái này mà khác 10, có nghĩa là nếu như mình nhập khác cái ABCD là cái biến enum lúc nãy mình chỉ đánh danh sách cho nó từ 0, 2, 3 thôi. Nếu như khác 10, nó khác 10 sao? Thì nếu như mà nó khác 10 thì cái tem A, tem này khác ABCD thì cái nhập mật khẩu từ cái cây array này sẽ bằng cái tem này. Cái chức năng của này để cho mình không bị bấm lộ phím ABCD, tại vì nếu như mà không có dòng này thì khi mình nhập mật khẩu mình muốn chuyển chế độ đó, thì mình bấm nó không bao giờ thoát được cái vòng chuyển chế độ đó. Nó sẽ ví dụ bấm 1 1 2 4 5 6, mình muốn chuyển sang chế độ thời gian thực thì mình bấm phím B nó lại thành 1 2 3 4 5 6 B, cho nên nó không thể thoát được cái vòng đó, cho nên phải có cái dòng này và những cái dòng này để giới hạn lại cái mật khẩu đó, để không bị trùng với cái, để không dính với cái gọi là trạng thái của hệ thống và in cái serial key array đó. Hàm void này xóa từng dòng một thôi. Và hiện cái thì đầu tiên sẽ state key bat flag này sẽ bằng true. State key bat flag bằng true. Nếu đây là hàm chế độ nhập mật khẩu, system state sẽ bằng state system tham chiếu nhập mật khẩu, là thì check cờ state flag cho nó để bằng true. Thì cái mem set sẽ cây array dòng này chức năng là để xóa cái mạch, xóa cái nói chung là cái bước này thì không cần thiết để không thêm vào cái mem set này, thì để nó chỉ để xóa cái mạng mật khẩu nó nhập trước, tại vì sau đó sẽ cả thời gian bằng không, cái thời gian bằng không này sẽ nói ở dưới và sẽ in ra là nhập mật khẩu. Cái dòng này thì mem set này sẽ không cần thiết đối với việc nhập mật A, nhưng mà đến việc nhập phím B để cả thời gian ngắt hệ thống thì khi mà bật cờ lên thì mình đã cài thời gian cho nó. Nếu như mà không có cái hàm mem set này thì nó sẽ lưu cái biến mật khẩu 1 2 3 4 5 6 ở trên này, thì mà khi lưu biến mật khẩu 1 2 3 4 5 6 này mình không có hàm này thì nó sẽ lưu lại là 1 2 3 4 5 6 ở dưới, là mình sẽ thực hiện sai chức năng của nó, cho nên mình phải có hàm mem set này để xóa cái bộ nhớ để đưa cái nó về không đi, đưa nó về không sai off thì kiểu carry đi để có thể nhập được chức năng mới cho nó, delay cho nó 1000 và xóa dòng ba đi. Xóa dòng ba thì mình sẽ đưa cái cài đặt thời gian vòng một vô, cài đặt dòng sẽ in là cái carry và cái thời gian tiếp theo trên này là nhằm xóa ký tự, thì mình cũng sẽ mem set cho nó và xóa dòng 2, dòng 3 đi. Mình xóa ký tự có nghĩa là mình muốn xóa, ví dụ mình muốn xóa mật khẩu, mình muốn xóa để mình sang chế độ mới, hoặc là mình xóa cái hiện thực đi để mình có thể làm được các hoạt động khác. System state mới đưa vào người. Tiếp theo đến cái hàm ngắt hoạt động. Nếu hoạt động 1, tức là nếu hoạt động đã được các hoạt động, nó hoạt động bình thường là không đi, có nghĩa là khi mà mình hoạt động đi bằng một đó, nếu các hoạt động mình tác động lần nữa thì nó hoạt động sẽ trở về không, thì trạng thái sẽ hoạt động bình thường. Đây là elif system state sẽ là chế độ lưu lại, chế độ xác nhận,
chế độ chấm chế độ này thì mình có hai hàm là cài đặt thời gian bằng 0 và L với là cài đặt thời gian bằng 1. Thì cái đặt cài đặt thời gian bằng 0 trước đây thì cài đặt thời gian bằng 0 ở đây thì nó trên này đó chính là hàm nhập mật khẩu bàn phím. Khi đặt em bằng 0, cài đặt thời gian bằng 0 thì sao? Thì mình sẽ if stream comment cái bắt buộc này không mà không có nghĩa là cái array nó so sánh cái array này bắt buộc này, nếu như cái array bắt buộc này mà nó bằng không có nghĩa là nó bằng nhau, có nghĩa là nó giống nhau nếu khác nhau sẽ bằng một, còn nó giống nhau thì bằng không. Và cái mod type này là mod type auto á, thì xóa dòng hai đi, xóa dòng hai đi, và từ ncd in này không dòng hai sẽ in ra đúng mật khẩu, nếu như so sánh đúng Sepo sẽ mở ra và delay 5 giây sẽ một sẽ đóng lại, biến trạng thái mới là 10. Và khi mà nó không giống nhau, và hoặc là chế độ mod và tai này mà chế độ là manual thì cho dù có nhận mật khẩu nào nó cũng sẽ hiện là sai mật khẩu. Sau 2 giây thì Sepo vẫn đóng và sẽ xóa mạng đi, sẽ đưa cái system tai này về lại nhận mật khẩu. Đây, tiếp theo là cái cài thời gian bằng 1 để cài thời gian thực cho hệ thống. Cài thời gian thực cho hệ thống thì mình sẽ cài thời gian thực cho biến giờ và biến phút. Thì giờ thì 2 số, phút 2 số thì đưa vào biến cái array để cài nhập từ bàn phím thời gian thực. Còn em sẽ không làm gì cả. Biến hoạt động ở trên, chứ là từ cái phím A nhằm biến hoạt động. Nó hoạt động bằng không là biến khi mà thời gian ngắt hoạt động bằng không, nghĩa là khi là hoạt động đang hoạt động một cách bình thường là ở đây. Khi hoạt động cách bình thường thì sẽ lấy nhiệt độ như độ ẩm, hàm ghép tem không mịn. Ghép tem không mịn là sẽ ở trên kia thì lát sẽ nói sau. Thì if mod bằng mod type auto, nếu như mà chế độ auto thì nó sẽ lấy set light, brick là lấy ánh sáng cho lấy ánh sáng chia mà tự động tự động bằng không cảm biến ánh sáng. Và tiếp theo là sẽ so sánh nhiệt độ để có thể chọn cho tốc độ quạt, nếu như mà DHT này bé 20 thì sẽ set tốc độ quạt, tắt tốc độ quạt đi. Và nếu như DHT này mà từ 20 cho đến khoảng 25 thì sẽ set tốc độ quạt bằng 1. Nếu như biến DHT này mà từ 25-30 thì sẽ tốc độ quạt bằng 2, và nếu như mà lớn hơn 30 sẽ tốc độ quạt bằng 3, tùy vào cái nhiệt độ thu nhập được. Hàm này chỉ là hàm daytime now, là hàm thời gian thực. Và nếu nào thời gian hiện tại bằng với giờ hiện tại, bằng phút hiện tại, thì nó sẽ xóa cái hàm 0 với 1, 2 với 3 đi và sẽ ngắt hoạt động của toàn hệ thống. Ngắt hoạt động của hệ thống và sẽ đưa quạt tắt, quạt và đèn đi. Hoạt động dòng 1 là sẽ ngắt hoạt động của hệ thống đi. Cái nãy từ trong tiếp theo là get tem home mình là như lúc nãy nó nói thì hàm này sẽ lấy giá trị nhiệt độ và độ ẩm. Và set light là hàm này sẽ lấy giá trị ánh sáng. Giá trị ánh sáng thì map cho nó với giá trị giá trị ánh sáng đọc được từ 0 đến 1023 sẽ map về tỷ lệ phần trăm, nếu nó là 0% buffer này tự canh dòng, và sau khi mà canh dòng xong thì sẽ in ra phần trăm của đèn. Sau khi in ra phần trăm của đèn thì để map cái percent này lại cho để ghi ra giá trị analog, giá trị của cảm biến sáng đọc được Arduino từ 1023 đến 0 về 255 đến 0. Tại vì Arduino chỉ ghi được giá trị từ 0 đến 255 do nhà xuất quy định. Còn hàm này là hàm set speed fan và đưa tốc độ quạt từ 0 đến 4 mức level, thì với các cấp độ như là 6 với sum kép em 64 thì đưa sẽ cycle 25%, 127, 50%, 255, 55%, và tương ứng với 0 sẽ là 0%. Và tiếp cuối cùng nó chính là hàm RFID để mở cửa bằng thẻ MIFE. Thì đây là các câu lệnh của RFID, thì nếu có hiện diện của RFID và nếu như mà đọc RFID thì sẽ in ra cái UID của thẻ.
Và khi in ra UID quốc hệ cho y bằng 0 và y sẽ bé hơn cái UID sai này. Nếu như mà đọc được giá trị thẻ thì sẽ in cái thẻ lên. À, in thẻ lên, và nếu như UID này mà bằng ID, ID đã được khai báo ở trên đó, thì thẻ đúng, cửa mở. Và sau 5 giây cửa đóng, ngược lại thì không đúng UID quốc hệ thì sẽ sai thẻ. Và kết thúc chương trình. Thì phần trình bày chương trình chính của Arduino của em đến là hết. Tiếp theo sẽ là bạn Hoàng Kiệt sẽ giải thích về cái chương trình của con ESP32. Thì sau đây em xin giải thích về cái chương trình của ESP32. Thì đây là cái chương trình của con ESP32. Thì ba cái giá trị em define ở đây là ba cái giá trị mà khi mà mình tạo ra trên Blink á, thì nó sẽ có cái giá trị này, mình chỉ việc là copy vào thôi. Đó là các cái giá trị như là tên ID này, các cái tên của mình đặt, và cái token, cái mã của mình có đây là khi mà mình tạo ra ở trên Blink á, nó sẽ có, chỉ việc copy vào thôi. Include các cái thư viện như là thư viện wifi, thư viện của con SB và các cái cổng zero. Đấy, hai cái dòng này có nghĩa là SSID và BAT có nghĩa là cái Wi-Fi mà mình kết nối. Về chương trình này thì em có khai báo ba pin cho nó là V0, V1 và V2. Ứng với V0 em khai báo là quạt, V1 là đèn và V2 là cái set vô mở cửa. Thế đây em INT giải trình đi ra, và nếu như là giải trình này có cái tác động vào thì nó sẽ gửi lên cái Y số 2, và hoặc là ngược lại thì nó sẽ Shadow số 2 này nó sẽ đọc cái của số 3 và in ra cái giá trị này. Bên liên quan cũng vậy. Ở cái chương trình số 3 là cái chế độ này á, thì nếu như mình có sử dụng chạm với nút nhấn thì nó gửi về cái số 7, và ngược lại thì Shadow số 2 này là nó sẽ trả về số 6. Về cái chương setup này thì zero số 2.begin này là để gửi lên zero monitor. Kết nối interconnect của Arduino, các bình linh đó thì kết nối với wifi và gửi lên cái zero 96.100. Về cái voice chương trình chỉnh thì là blink khởi chạy app blink thôi. Thì cái kết quả thực hiện này là test trên app Blink thì nó chỉ chạy 3 chế độ là cửa, quạt và đèn. Khi nhận nút mod trên Blink chưa bật chế độ tự động auto thì nhập mật khẩu, thì phải nhập mật khẩu ngắt cái hệ thống và hệ thống hoạt động bình thường. Về những kết luận và cái hạn chế phát triển này thì là đạt được các cái mục tiêu đề ra, điều khiển được các cái thiết bị wifi, giám sát được các cái trạng thái của các thiết bị qua giao diện điện thoại, điều khiển thủ công các cái thiết bị. Đây là cái video mà kết quả là cái nhóm là quay khi hoàn thành. Thì chào thầy các bạn, thì hôm nay mình sẽ trình bày lại cái đồ chất ứng dụng Raspberry vào ngôi nhà tự động. Thì trước tiên thì trên LCD sẽ hiển thị mức nhiệt độ và độ ẩm thu nhập được từ DHT11. Phần trăm đèn sẽ được hiển thị bởi việc thu nhận đúng ánh sáng từ cảm biến ánh sáng, và tốc độ quạt này sẽ dựa trên mức nhiệt độ thu nhận được từ DHT11. Thì trước tiên em điều khiển cái này qua wifi, thì đầu tiên thì mình sẽ có hai chế độ là mod, chính là chế độ hiện tại chính là chế độ auto, và chế độ khi mà tích mod đây chính là chế độ thủ công. Thì đầu tiên mình sẽ nói về chế độ auto trước. Thì chế độ auto thì đây là đèn quạt đang chạy ở mức cảm biến nhận được, thì khi chơi cảm biến đi thì đèn sẽ sáng cao nhất, và khi thả ra thì đèn sẽ sáng ở mức ánh sáng hiện tại. Quạt thì sẽ quay theo tốc độ dựa trên mức nhiệt độ nhận được. Ví dụ như lớn hơn 30 độ thì quạt sẽ quay mức 3, khi từ mức 20 cho đến 30 thì quạt sẽ quay mức 2, và khi mà bé hơn 20 quạt sẽ quay mức 1. Thì với chế độ hiện tại là chế độ tự động thì mình có thể nhập được mật khẩu để mở cửa. Đây bấm phím A để nhập mật khẩu. Khi mà nhập đúng mật khẩu thì cửa sẽ mở ra, và sau 5 giây
cửa sẽ tự động đóng lại. Và khi mà trường hợp mình nhập sai mật khẩu thì LCD sẽ báo là sai mật khẩu. Tiếp theo sẽ là phần cài hệ thống thực. Thì cài hệ thống thực này để ngắt hoạt động của toàn hệ thống, thì ví dụ đang là 10 giờ 17 phút. Thì khi cài hệ thống thực đúng 17 phút thì hoạt động sẽ ngắt toàn bộ hệ thống hoạt động để khôi phục lại. Thì hoạt động sẽ trở lại bình thường. Đó là chế độ auto. Còn khi bên linh chuyển qua chế độ thủ công thì có thể mở cửa tự động được, tự động mở cửa được, mở và tắt được. Ví dụ quạt đang quay thì khi mất chức công tắc thì quạt sẽ ngừng quay và ánh sáng mở trên, có thể mở tắt đèn mức độ cao nhất và mức độ thấp nhất của đèn. Ngoài ra thì nhóm của mình còn mở cửa bằng ghế LED. Khi đưa thẻ đúng vô thì nó sẽ hiện RFID, sẽ hiện UID của thẻ và cửa mở trên serial. Còn khi đưa thẻ sai vào thì cửa sẽ không mở. Và UID sẽ hiện lên là UID của cửa và hiện sai thẻ. Về cái kết luận và hướng phát triển thì những cái hạn chế như là chi phí cho cái phần cứng và mô hình cao, đèn thì hoạt động ở hai chế độ mức sáng, thiếu tốn nhiều thời gian cho việc lựa chọn linh kiện và chưa khai thác tối ưu được FP32, và một vấn đề nữa đó là chưa bảo mật được cái thẻ RFID. Về cái hướng phát triển data thì có thể thay thế việc sử dụng Arduino thân FP32 để thân khẩu xử lý trung tâm, có thể sử dụng thêm hai cảm biến để động mở cửa như là cảm biến vân tay và cảm biến RFID, có thể giao tiếp với Google để động mở cửa. Thì em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô các bạn đã theo dõi.